Gái già lắm chiêu 1, gái già lắm chiêu 2, gái già lắm chiêu 3, tứ đại mỹ nhân, gái già lắm chiêu 5. Và chúng ta có Cô gái từ quá khứ, một tác phẩm điện ảnh nhiều tham vọng của Ninh Dương Lan Ngọc, nàng ngọc nữ của nền điện ảnh Việt. Các bạn nghĩ tôi đang châm biếm, nhưng rất tiếc vì không phải như vậy. Cô gái từ quá khứ đã làm tốt hơn tất cả những người tiền nhiệm trong vũ trụ gái già lắm chiêu. Và họ đã làm thế nào thì cùng đến với phần tiếp theo của video. Cô gái từ quá khứ là phần tiếp nối của Gái già lắm chiêu 3, kể tiếp câu chuyện còn dang dở của Miss Q, Hoàng Quyên với Jack, một thiếu gia giàu có đến từ Huế. Trải qua bao khó khăn thử thách ở phần 3 với màn đấu trí với mẹ chồng, thì cuối cùng hai người đứng trước một cột mốc lớn, đó là kết hôn. Nhưng thời điểm này, những bóng ma quá khứ của cô gái danh vọng bậc nhất showbiz bắt đầu hé lộ, khiến Miss Q ăn không ngon ngủ không yên. Bộ phim bóc tách dần dần xuất thân và lý do Miss Q có thể trở nên giàu có như bây giờ, và cuộc chiến của cô với những thế lực trong quá khứ mà tôi không tiện spoil. Cuối phim có một cú twist nhẹ mà các bạn có thể đoán ra được. Nhưng nhìn chung, phần phim này của Ninh Dương Lan Ngọc đã thể hiện rất nhiều sự cố gắng khi thoát khỏi một kịch bản khoe mẽ sự giàu có, suốt ngày chỉ thấy ăn chơi hưởng lạc, mà thay vào đó là một câu chuyện nghiêm túc hơn, có chiều sâu hơn, đụng chạm nhiều vấn đề hơn. Nó chưa phải là một câu chuyện xuất sắc, nhưng tiềm năng và linh hồn của bộ phim Ninh Dương Lan Ngọc chắc chắn sẽ là đề tài đầu tiên cần bàn tới. Tua ngược lại thời gian vào năm 2010, khi Lan Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc với vai diễn nương trong phim Cánh Đồng Bất Tận, thật bất ngờ khi đây là vai diễn đầu tay của cô và đã giúp cô giành được giải thưởng Cánh Diều Vàng. Từ đó, cái tên Lan Ngọc dần trở nên có sức hút hơn khi cô tham gia liên tục những bộ phim truyền hình chất lượng như Vừa Đi Vừa Khóc năm 2014, Nguyệt Thực năm 2016. Dần dần, Lan Ngọc trở thành cái tên bảo chứng phòng vé với hai tác phẩm trăm tỷ, đó là Cua Lại Vợ Bầu và Gái Già Lắm Chiêu 3. Tuy nội dung của hai bộ phim này thì nói thật là còn khá yếu, khi chỉ tập trung khai thác vào những câu chuyện drama tình cảm có thể thấy nhan nhản trên mạng xã hội, nhưng nó thực sự là một nội dung có thể thu hút chị em ra rạp. Và đặc biệt là được chứng kiến sự giàu có của vị minh tinh màn bạc này trên phim, cảm thấy không thể mãi bó buộc vào một hình tượng nhân vật giàu có ăn chơi trác táng, Lan Ngọc đã mạo hiểm với một kịch bản tâm lý nhân vật nặng nề hơn rất nhiều trong Cô Gái Từ Quá Khứ. Một Miss Q nham hiểm và độc ác hơn rất nhiều so với một cô gái đơn giản chỉ chăm chăm vào yêu đương trong Gái Già Lắm Chiêu 3. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào những phần mà bộ phim đã làm tốt. Cô Gái Từ Quá Khứ tạo được một không khí căng thẳng ngay từ những phân đoạn đầu tiên với một bản nhạc đầy ma mị. Khi đến những phân đoạn kịch tính, bộ phim sử dụng rất tốt những âm thanh xung quanh và khuếch đại nó lên, tạo cảm giác giật mình lo lắng. Những bản nhạc dồn dập được tô điểm những phách giống nhau với nhịp độ tăng dần, khiến cho nhịp tim của người xem cũng trở nên dồn dập và căng thẳng như nhân vật chính. Được biết, người đứng sau chỉ đạo âm thanh chính là Christopher Wong, người đã làm ra những OST chất lượng của Người Bất Tử và Mắt Biếc, hai tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao của Việt Nam. Có thể thấy, bộ phim được đầu tư rất lớn về mặt bối cảnh, phục trang. Miss Q và hội chị em bạn gì hiện lên là những cô gái xinh đẹp, quyền lực và là ước mơ của nhiều chàng trai. Ngay cả căn nhà của Miss Q trong phim cũng là một căn penthouse đắt đỏ ở trung tâm thành phố Sài Gòn với view thành phố và nội thất hiện đại như trong những bộ phim Hollywood. Căn biệt thự ở Bảo Lộc cũng vô cùng cổ kính và ma mị, đánh bật được không khí âm u cũng như quá khứ đen tối của Miss Q thời gian còn sinh sống ở đây. Nói chung, về khâu bối cảnh thì đoàn làm phim đã thực hiện khá tốt và chẳng có gì để phàn nàn. Điều đó giúp chúng ta dễ tập trung hơn vào cốt truyện thay vì ngồi nhặt sạn. Ở tác phẩm điện ảnh lần này của Lan Ngọc có thể loại tâm lý kinh dị giật gân, nên biên kịch đã chọn cách dẫn chuyện phi tuyến tính, non-linear narrative, để tái hiện lại những mảng ký ức đen tối của Miss Q. Vậy đầu tiên, chúng ta cần biết dẫn chuyện phi tuyến tính là gì và tại sao ở bộ phim này nó lại hiệu quả. Đó là cách kể chuyện khi các sự kiện chính trên biểu đồ cốt truyện không thuận theo chiều của thời gian, không theo trình tự nguyên nhân kết quả trực tiếp. Nói một cách dễ hiểu là mạch phim sẽ không kể từ quá khứ đến hiện tại mà đan xen nhau để tránh tiết lộ những tình tiết bí ẩn của câu chuyện. Như đã nói ở trên, bộ phim Cô Gái Từ Quá Khứ kể về quá khứ đen tối của Miss Q và hệ lụy của nó mang lại cho nhân vật chính, nên cách kể này sẽ buộc khán giả phải suy nghĩ và lắp ghép các dữ liệu để tự đưa bản thân đến lời giải cho câu chuyện của đạo diễn. Người nổi tiếng nhất với phong cách kể chuyện này có thể kể đến là Christopher Nolan, khi ông liên tục áp dụng nó vào các tác phẩm của mình, từ Batman Begins đến tác phẩm Inception vô cùng phức tạp và thách thức người xem. Quay lại với Cô Gái Từ Hôm Qua, tuy áp dụng lối kể chuyện này, nhưng cách giải quyết ở cuối phim khiến khán giả có cảm giác chưa thỏa đáng và có gì đó có thể làm tốt hơn nữa. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với dàn diễn viên phụ của bộ phim. Kelly Nguyễn hiện nay đang được đánh giá cao trong thị trường điện ảnh Việt Nam, đi lên từ vai diễn Linh Đan từ bộ phim Em Chưa 18. Kelly đã chuyển mình và có những thăng tiến trong diễn xuất, bằng chứng là trong tác phẩm lần này, cô gái người Mỹ gốc Việt đã không còn đóng khung mình vào những vai diễn bánh bèo ngây thơ mà lột xác trở thành một phụ nữ mạnh mẽ và mưu mô. Ở phần phim này, có những phân đoạn chúng ta còn thấy Kelly thậm chí còn vượt mặt người chị Lan Ngọc về sự sắc sảo và đáng sợ trong tâm lý. Đó là một thành quả xứng đáng của cô gái trẻ khi đã trải qua nhiều năm trao dồi diễn xuất và tiếp xúc với những người giỏi trong nghề. Một trong số đó là nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, người thủ vai bà quản gia què tại dinh thự bí ẩn trên Bảo Lộc. Cô Khanh thể hiện là một bà quản gia hết lòng vì ông chủ, tính cách có phần cực đoan,
nhưng luôn luôn trung thành. Cả Lan Ngọc, Kerry và Xuân Tiền đều đã học hỏi được rất nhiều từ nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Tiếp theo là hội chăn chuối với những cái tên rất quen thuộc và những pha dốc giọng Huế vốn đã bị spam rất nhiều ở phần trước. Cái này thì mình sẽ để các bạn tự quyết định rằng nó có buồn cười hay không, nhưng xét trên góc độ làm giải tỏa căng thẳng cho phim thì hội chăn chuối đã phần nào làm tốt. Người gây thất vọng nhất có lẽ là Lê Xuân Tiền. Dù đã đồng hành cùng Miss Q trong nhiều phần của Gái Già Lắm Chiêu, nhưng dường như trai đẹp có nét diễn đơ cứng như chính cơ bắp của anh vậy. Anh là mấu chốt để giải thoát Miss Q khỏi tai họa trong phần phim, nhưng biểu cảm của người mẫu khiến cho tâm lý của khán giả phần nào bị ảnh hưởng. Bên cạnh một Lan Ngọc đang rất cố gắng khắc họa sự hoảng loạn, chúng ta có một người chồng sắp cưới như đi trả bài lớp diễn xuất, đúng là ông trời không cho ai tất cả. Nếu muốn khẳng định được tên tuổi trên con đường điện ảnh, Lê Xuân Tiền sẽ cần phải cố gắng rất nhiều. Một nhân vật phụ nữ khá ấn tượng đó là Lãnh Thanh trong vai Bách. Bách là con trai của người cha già ở biệt thự Bảo Lộc, nơi đã xảy ra những sự kiện kinh hoàng trong quá khứ của Miss Q. Thái độ và biểu cảm của Bách thể hiện rất rõ ràng hình ảnh của một thằng khốn nạn, nghiện ngập, tù tội. Khen nhiều rồi, giờ chúng ta sẽ đến với những điểm hạn chế của bộ phim. Và vì phân tích mổ xẻ sẽ khó tránh được spoil ít nhiều, nên coi như đây là cảnh báo spoiler cho các bạn chưa xem. Kịch bản của cô gái từ quá khứ nói về sự mất tích đầy bí ẩn của Miss Q sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ. Hồi sau của phim, chúng ta biết được tất cả những gì xảy ra là sự tưởng tượng do căn bệnh tâm thần phân liệt của Miss Q mang lại. Bỏ qua chuyện giải thích tất cả sự việc đều là tưởng tượng, là một cách kết thúc vấn đề có phần hời hợt, thì cả ngay đến việc tính logic của những sự tưởng tượng đều không được đảm bảo. Những cuộc gọi kỳ lạ mà Miss Q nhận được là từ nhân vật Bách đều là sản phẩm của căn bệnh tâm thần, nhưng tất cả những người xung quanh đều chứng kiến những cuộc gọi đó. Vậy nếu không phải là của nhân vật tưởng tượng kia, thì nó là của ai? Nếu nhìn ở góc độ tất cả đều là tưởng tượng, kể cả những người xung quanh, thì điều này lại càng vô lý. Khi có một phân đoạn 18 cộng trong phim và sau đó Miss Q đã có bầu thật, chính sự nhập nhằng giữa thực và hư của bộ phim khiến cho nó phần nào bị rối rắm và thiếu logic ở một vài phân đoạn quan trọng. Hay cả phân đoạn Miss Q quay trở về ngôi biệt thự ở Bảo Lộc để trả lại căn biệt thự cho Bách, sản phẩm của trí tưởng tượng, cũng còn gượng ép và thiếu thuyết phục. Bách chưa hề thể hiện rằng mình muốn đòi lại căn biệt thự hay có ý định tống tiền Hoàng Quyên, nhưng cô gái này lại chuẩn bị tất cả với ý định khiến cho Bách ngậm mồm và tự tay dâng lên bằng chứng duy nhất có thể chứng minh tội ác của chính mình, đó chính là tờ di chúc của bà Bách để lại căn biệt thự cho cô gái này. Những phân đoạn bị trói, bị đánh của Miss Q bởi Yên, cô em gái tưởng tượng của Quyên, hơi phi logic và không được có những phân đoạn giải thích làm hồi sau của phim trở nên vô lý. Hay ngay cả phản ứng của Jack, người yêu của Quyên cũng không hợp lý. Trước mắt anh ta là một cô gái bị sang chấn và tâm thần phân liệt nặng nề, thì tình yêu dù lớn đến mấy cũng phải đủ tỉnh táo để hiểu rằng kiến thức của bản thân là không đủ để có thể giúp đỡ Quyên. Phần đoạn cuối khi Jack bị Quyên sát thương bằng mảnh kim loại cũng không thỏa đáng. Khi một chàng trai sở hữu quá nhiều cơ bắp như vậy thì không thể bị một cô gái chưa đến 50 cân chiếm lợi thế được. Đây cũng là một kịch bản rất tiềm năng, nhưng có lẽ vì quá mải mê vào hành trình phát triển của câu chuyện mà đồng đạo diễn Bảo Nhân và Nam Chito đã hơi bỏ quên tính logic trong vài chi tiết. Và chỉ cần thêm một ít chăm chút thôi trong khâu biên kịch thì câu chuyện có lẽ sẽ đáng tin cậy và xuất sắc hơn rất nhiều. Cô gái từ quá khứ là một kịch bản tiềm năng nhưng chưa xuất sắc. Dàn cast chất lượng đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để thể hiện những tác phẩm điện ảnh có chiều sâu và những vấn đề nhức nhối của xã hội, thay vì một tác phẩm chick flick chiều lòng chị em, khoe giàu, khoe chơi bời, khoe yêu đương. Một bộ phim chưa xuất sắc nhưng xứng đáng nhận được sự ủng hộ của khán giả Việt vì sự đột phá, nhất là so sánh với tác phẩm kinh dị vừa ra mắt là 10 lời nguyền trở lại. Chấm điểm: Gái Sinh Trên Thần Kinh vì phim nói về sang chấn tâm lý khá cuốn. Tôi là Châu Huệ Linh, đừng quên đăng ký các kênh của hệ thống The Reviewer. Còn bây giờ thì see ya.